Thank you.
thân hiếu và to lớn quý thầy cô giáo lời tâm sự về đảng và thay có nơi làm việc công tác biết bao gắn bó và có nhiều kỷ niệm tốt hơn 14 năm và 14 năm qua đã có nhiều công hiến đều có mặt địa lý nơi báo và nơi công tác đã vượt lên những khó khăn đi lại nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác tại tỉnh, huyện, đặc biệt từ năm 2007, thắng luôn sáng được đồng nghiệp và thân quý mến. Với những thành tích và công lao tiệp đồng chí yêu quý gắn bó trong cái không khí vui xuân của mình, thì nhà trường cùng trung đoàn đã tổ chức một cái buổi lễ long trọng để chia tay đồng chí Trần Xuân Hiển, Trần Xuân Hiển cũng như tất cả các thầy giáo cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, đồng chí Trần Xuân Hiển đã gắn bó với cô và nhà trường khoảng thời gian hơn 4 năm. Trong 4 năm qua, đồng chí được đại biểu cho địa phương và con em chúng tôi một thời gian rất dài và tổ chức công việc của thầy, nhưng mà hồi phục chúng tôi rất đáng tiếc, nói chung là mình rất đáng tiếc. Thì việc của một người thầy được học sinh rất yêu mến, nên tôi rất thay mặt hồi phục các học sinh chúng thầy đi công tác của công việc của mình một tải một năm nữa. Xây dựng nhà trường từ một ngôi trường rất là non trẻ
và trở thành một cái ngôi trường vững mạnh về mọi mặt. À, chính nơi đây cũng đã dìu dắt xây dựng để tôi vững vàng. Và khi về một ngôi trường mới tại trung tâm thị xã An Khê thì tôi có thể vững tin để bước tiếp trên con đường dạy học của mình. À, như thầy cô đã biết thì hàng ngày thì tôi cũng phải đã đi một quãng đường khá xa để đi làm. Và nhiều lúc phải chạy đua với thời gian để tìm đến trường. Bây giờ chưa kể những ngày mưa bão mà rất là vất vả. Vợ tôi thì công tác ở đất bơ, tôi thì công tác ở cầu an, các con thì ở An Khê nhờ ông bà nội trông nom chăm sóc. À, vì lẽ đó tôi và vợ tôi đã xin chuyển về công tác về theo gia đình để tiện sinh hoạt và có thời gian chăm sóc gia đình. À, quá trình chuyển công tác thì phải gian nan. Trung học cơ sở Lâm Phương thì sẽ An Khê chắc chắn rằng tôi sẽ không còn gặp nhau thường xuyên với các thầy cô giáo, các anh chị em ở đây tự nhiên biết rồi rất buồn. Thank you.